này á có rất là nhiều kiểu cắt á mọi người. Cái này nó có rất nhiều kiểu cắt lắm, nhưng mà nó có sẽ có một cái loại, nếu mọi người để ý, mình sẽ bữa nay mình chia sẻ với mọi người là cái kiểu cắt là nó sẽ khi mà lỡ mà có trường hợp xảy ra là miếng đá nó bay ra ngoài. Mọi người là ai mà chưa cắt sắt bao giờ, mọi người nhớ để ý cái chuyện này nha, mọi người theo dõi nha, người theo dõi mấy cái này. Đưa máy quay đây, đây mọi người xem nha, nè, đó cái dấu lằn cắt của mình nha. Nếu mà mình cắt á, mọi người cắt đi nha, trường hợp cắt này á, khi mà lửa đi tới á, là đá nó sẽ chạy theo lửa, còn nếu mọi người kiềm cái máy không kỹ nó sẽ giặt ra làm sao. Đó, nó có rất là nhiều kiểu kiểu cắt, cho nên là mọi người để ý mấy chuyện đó. Đôi khi chứ không phải cái đá cắt này bình thường thì các bạn ai cắt cũng được, chứ không phải không ai cắt được, nhưng mà cái cách cắt mọi người á, dạ, có người cắt á, thì chỉ biết cắt nhưng mà không có biết để ý. Đây mình cũng phải là thợ để mình chia sẻ với mọi người thôi, dạ, tại mình làm quen rồi, đây là kinh nghiệm riêng của mình thôi, còn những anh em mà thợ á, thì đã cầm quen rồi cho nên thì nó không có gì hết. Còn như mình thì anh em này là anh em mới chia sẻ, mới anh em mới mới cắt vật dụng về gia đình cũng vậy, dạ, cắt gỗ cắt gì cũng vậy, quan trọng cái là cái tay cầm cắt. Đây là một kiểu cắt nè, mọi người cầm chỗ này nè, đá nó sẽ chạy tới gì, khi cắt đá nó sẽ chạy tới, dạ, chứ đừng để đá chạy luôn gì. Mọi người xem hết cái video đi đó, nếu mà khi cắt chạy luôn gì á thì đá nó sẽ bị sóc đá, thì máy nó sẽ giặt xuống, nó sẽ bể đá. Trường hợp nó bể đá, chuyện này là mình làm mẫu cho mọi người xem cho nên là nó có cái dòng này, còn nếu bình thường mình không, mình cắt bình thường mình có thể tháo luôn cái này, đối với mình là mình không cần này đó. Hoặc là có thể có tư thế cắt nằm quay ngược lên gì nữa, không để cho lửa vô mình đó. Để anh em cắt nhớ đi là không để cho lửa là nó đi vô trong cơ thể của mình, nếu mà lửa vô cơ thể của mình rất là nguy hiểm. Đó. Đây mình sẽ cắt một đường nha, mình sẽ cắt một đường từ đây qua đây một đoạn thôi để cho anh em sẽ đi đó. Đây mọi người theo dõi nha, đừng quên ấn nút đăng ký để xem tiếp những cái video sau của mình. Mọi người để ý nè, đó, thấy không? Dấu cắt nó nè, ra tới đây nè. Khi mà mọi người nghe cái âm thanh máy mà khi mà mình đang cắt là rất là ngọt. Đó. Không, cái âm thanh máy rất là ngọt, nó không có bị nặng máy là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó rất là an toàn cho anh em cắt. Rồi, thì những cái video tới mình sẽ chia sẻ về những cái vấn đề cắt này, mình còn một kiểu cắt khác, nhiều kiểu cắt lắm. Cắt để cho một là vật dụng nó ngọt, hai nữa là cho nó an toàn. Đó, là gì? Thì nếu mà cảm thấy những video này hay thì mọi người có thể cho một like và một lượt chia sẻ để nhiều người tham khảo hơn ha. Bây giờ thì mình sẽ xin dừng cái video ở đây. Thì mọi người sẽ xem tiếp những video sau của mình và nhớ bấm nút đăng ký để theo dõi tiếp nha. Giờ chúc mọi người một ngày thật là tốt lành.